NVDA vừa trải qua một kỳ báo cáo tài chính vượt trội, tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ và các nhà đầu tư tài chính nổi tiếng ở phố Wall. Điều này cũng đã làm cho thị trường Mỹ tăng lên vượt trội. Không những thị trường Mỹ mà thị trường cả thế giới cũng đang trải qua một tuần giao dịch rất là vui mừng, rất là hoan hỷ bởi cái sự kiện báo cáo tài chính của công ty về chip bán dẫn này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và em chính là Brandy. Đây sẽ là nơi mà em chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm về stock, option, future và cả long term investing nữa. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong video chủ nhật hàng tuần In-depth analysis, tức là phân tích chuyên sâu. Hôm nay là tháng 2 ngày 25 năm 2024. Và như thường lệ trong video mỗi tuần thì em sẽ có 3 các cái nội dung chính như sau. Đầu tiên sẽ là trade recap, nơi mà em sẽ thuật lại toàn bộ các cái diễn biến của nhóm, các cái lệnh đã được giao dịch và tổng số lời, tổng số lỗ như thế nào ha. Ở phần thứ hai thì em sẽ update cho mọi người về toàn bộ các cái lịch trình sự kiện tài chính và báo cáo tài chính nổi bật cho tuần giao dịch tiếp theo. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thị trường dưới góc nhìn kỹ thuật, technical analysis. Và dĩ nhiên rồi, trong tuần này ngoài Tesla của chúng ta ra đó thì một cái mã cổ phiếu mà nó cũng rất là nổi bật đó chính là NVIDIA, như em mở đầu ở cái phần giới thiệu ngay đầu video anh chị ha. Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến ngay với phần đầu tiên, nơi mà em sẽ thuật lại toàn bộ các cái recap của nhóm. Trên màn hình là toàn bộ các cái kết quả giao dịch của nhóm. Tuần vừa qua thì chúng ta chỉ có 4 phiên giao dịch thôi, khi mà thứ hai là President Day. Mặc dù thị trường future nó vẫn mở cửa, nhưng mà vì cái sự thiếu thanh khoản đến từ cái thị trường cổ phiếu, tức là equity và stock của Mỹ đó, cho nên em quyết định cho nhóm off và mình chỉ trở lại với ngày thứ ba. Tuy vậy thì ngày thứ ba chúng ta đã làm rất là tốt với 131 điểm của NQ đã được mang về. Ngày thứ tư là 100 điểm. Ngày thứ năm pullback nhẹ một chút xíu là 30 điểm. Và ngày thứ sáu kết thúc một tuần giao dịch rực rỡ với 109 điểm anh chị nha. Và tổng cộng số điểm NQ mà nhóm chúng em mang về là 370 điểm cho tuần giao dịch vừa qua. Mọi giao dịch đều được thực hiện trên livestream hết nha anh chị. Đều được thực hiện public hết. Không có giấu giếm, không có che đậy gì hết ha. Thắng thì nói thắng, thua thì nói thua. Thì ở đây nếu như mà anh chị nào vẫn còn struggle với option đó thì đây chính là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để mọi người tham gia tìm hiểu về bên cái mảng future. Ở nhóm Brandy Trading Center là một cái nơi rất là hoành tráng, một cái nơi rất là đáng tin cậy để mọi người có thể tìm hiểu về cái mảng rất là tiềm năng này. Thì để mà tham gia nhóm đó, mọi người hãy vào cái website là brandytrades.com. Đây chính là cái link và em để ở dưới cái phần mô tả ha. Bên cạnh đó, những cái link về Discord hoặc là YouTube hoặc là Facebook cá nhân, trong trường hợp mà mọi người cần muốn mong muốn được hỗ trợ để tham gia vào group nó dễ dàng hơn đó, thì có thể nhắn tin trực tiếp cho em hoặc là Leo, một người ở Loader đánh rất là kinh khủng ở về cái mảng future này trong nhóm anh chị ha. Đối với cái mảng future này đó thì mọi người không cần phải bỏ quá nhiều vốn đâu, mọi người không cần phải bỏ quá nhiều vốn, chỉ cần bắt đầu với 1.000 thôi. Mình bắt đầu với những cái funded account, tức là những cái prop firm, những cái quỹ chuyên nghiệp, để mình lấy cái account đó mình đánh từ từ ha. Thì em không nói dông dài quá nhiều ở trên cái video này. Nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu á, thì cứ vào nhóm hoặc là nhắn tin trực tiếp với em. Em cũng có để số điện thoại luôn. Thì mọi người có thể nhắn tin, em có thể giúp mọi người tư vấn ha, và làm sao để kiếm được tiền từ cái mảng future này. Thì thực sự cái mảng future này là một cái mảng rất là tiềm năng. Không những vốn ít mà những cái lợi thế về thuế là những cái lợi thế mà chúng em rất là ưa chuộng, rất là ưa thích anh chị ha. Kết thúc cái phần đầu tiên của video này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai. Em sẽ update cho mọi người về những cái lịch trình và sự kiện tài chính cũng như là báo cáo tài chính nổi bật cho tuần giao dịch tiếp theo. Đối với lịch trình sự kiện tài chính thì tuần giao dịch tiếp theo em đánh giá là một tuần rất là bận rộn đối với thị trường, và rất dễ dàng rằng thị trường sẽ tiếp tục trải qua những cái đợt sóng rất là mạnh mẽ với một cái lượng thanh khoản rất là lớn. Ngày thứ ba vào lúc 8:30 sáng sẽ là Durable Goods Order Month Over Month, và ngay sau đó sẽ là Core Durable Goods Order Month Over Month anh chị ha. Hai cái sự kiện này nó có folder màu đỏ và màu cam thì mọi người cần phải chú ý rất là kỹ ha. Cùng ngày vào lúc 10:00 sáng theo giờ miền Đông sẽ là consumer confidence, và ngày thứ tư khởi đầu vào lúc 8:30 sẽ là prelim GDP quarter over quarter và prelim GDP price index
Q over Q ha, tức là quarter over quarter đó. Đồng thời vào tầm khoảng giữa trưa sẽ là cái cuộc họp G20. Đây cũng là một cuộc họp rất là quan trọng giữa các cái nhà kinh tế, giữa các cái chuyên gia kinh tế với nhau. Bên cạnh đó vào lúc 12 giờ và 12 giờ 45 có hai cái người Fed member, đó chính là Bostic và William sẽ lên nói chuyện ha. Hai cái người này là hai cái người mà trong những cái tuần vừa qua đó đã nói rất là nhiều, đã có rất là nhiều các cái bài phát biểu, và tuần sau sẽ tiếp tục vẫn là sự xuất hiện của những con người rất là quen thuộc này. Ngày thứ năm sẽ là Core PCE Price Index Month Over Month và Unemployment Claims, tức là những cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp. 9 giờ 45 phút và 10 giờ sáng theo giờ miền Đông cùng ngày sẽ là Chicago PMI và Pending Home Sales Month Over Month ha. 10 giờ 50, 1 giờ 15 và 8 giờ tối sẽ là những cái sự kiện quan trọng tiếp theo, đó chính là cái ngày thứ hai của các cái cuộc họp G20 này, và Fed member tức là Bostic, Messler và William sẽ tiếp tục nói, sẽ tiếp tục có những cái bài phát biểu lên nói chuyện anh chị nha. Ngày thứ sáu để khép lại một tuần giao dịch rất là mệt mỏi với rất là nhiều các cái thông tin, các cái sự kiện tài chính và kinh tế, thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục trải qua, đó chính là ISM Manufacturing PMI và Consumer Sentiment. Cuối ngày, actually là giữa trưa, thì vẫn sẽ là member, Fed member Bostic tiếp tục có một bài phát biểu anh chị nha. Cho nên tuần sau khi mà mọi người trade đó, mọi người né những cái khúc mà nó có news ra để thị trường nó không có những cái đợt sóng bất ngờ, nó có thể ảnh hưởng tới cái vị trí, cái position của mình anh chị nha. Chuyển sang lịch trình báo cáo tài chính thì tuần giao dịch tiếp theo em đánh giá là cũng không có quá nhiều các cái công ty nó quá là kinh khủng, mega cap giống như là những cái công ty như Nvidia hay Apple hay Microsoft ha. Tuy vậy thì em cũng liệt kê một vài các cái công ty mà bản thân sẽ dành một cái sự chú ý nhất định. Đầu tiên, ngày thứ hai trước khi thị trường mở cửa sẽ là Domino Pizza, sau khi thị trường đóng cửa sẽ là Unity, cái mã của nó là U, và Zoom, một cái công ty về online meeting cũng rất là nổi tiếng đúng không ạ? Thứ ba sẽ là Low, và bên cạnh đó là Beyond Meat. Thứ tư chúng ta sẽ có Baidu, Novavax, Snowflake, Salesforce, AMC, đặc biệt là AI, cái mã của nó tên là AI luôn nha anh chị. Đây cũng là một công ty làm về công nghệ, làm về trí tuệ nhân tạo mà cũng đã có những cái bước tiến rất là vượt bậc trong khoảng thời gian vừa qua. Bên cạnh cái công ty này thì Paramount, cái mã của nó là Para, cũng là một cái công ty mà bản thân em và cả nhóm Brandy Trading Center cũng rất là chú ý, bởi vì hiện tại em đang cầm share của cái công ty này, thì em cũng hy vọng và mong chờ rằng một cái kỳ báo cáo tài chính rực rỡ cũng sẽ đến với cái công ty về livestreaming này anh chị nha. Thứ năm sẽ là Celsius và Best Buy, cũng như bên cạnh đó là Dell. Best Buy và Dell sẽ là hai cái công ty lớn hơn so với Celsius. Celsius là một cái công ty nước giải khát mà mọi người thấy bán dạo gần đây, trong thời gian 1-2 năm trở lại đây bán rất là nhiều. Thứ 6 thì ngoài những cái công ty mà em vừa mới nêu trên thì thứ 6 chúng ta sẽ có Plug và Fubo TV. Đây là hai cái công ty nó cùng chung nhóm ngành với Paramount anh chị nha. Actually Plug là một cái công ty nó về cái chạm sạc của xe điện, nhưng mà Fubo TV thì nó sẽ chung nhóm ngành với lại Paramount. Thì đây là hai cái công ty mà em cũng sẽ chú ý cho cái ngày giao dịch thứ 6. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ 3 của video, tức là phân tích thị trường dưới góc nhìn kỹ thuật, technical analysis, và dĩ nhiên rồi, cái mã đầu tiên sẽ là S&P 500. Nhưng mà trước khi đến với phần phân tích của S&P 500 thì anh chị có thể dành ra tầm khoảng là 30 giây, bởi vì giải thuật của YouTube họ chỉ ưu tiên cho những video nào có nhiều lượt like. Thì nếu như mà anh chị đang xem video này thì có thể cho em một cái nút like ở phía bên dưới, cũng như những anh chị lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ nhấn luôn vào cái nút subscribe, tức là đăng ký kênh, để sau này khi mà em có ra video mới đó và mỗi tuần thì mọi người có thể thấy nó pop up lên cái suggestion, tức là cái YouTube của mọi người khi mà mọi người mở cái app lên anh chị ha. Thì bên cạnh đó, ngoài YouTube ra thì nhóm cũng có một cái fanpage trên Facebook, cũng là một cái cộng đồng nhỏ nhỏ để cho các anh chị có thể giao lưu và tụi em có thể cập nhật những cái thông tin rất là nóng hổi, rất là nổi bật, đặc biệt là về cái sự kiện tài chính và kinh tế ha. Thì anh chị cũng có thể lên Facebook và bấm là Brandy Trading Center, chứng khoán Mỹ trong tầm tay. Hiện tại thì chúng ta đang có 318 người follower thôi. Con số này là một con số cũng quá hơi khiêm tốn đúng không anh chị, hơi khiêm tốn một chút xíu, cho nên là mọi người có thể follow cái Facebook này để nâng lên tầm khoảng là 500 ha, cho cái target đầu tiên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ em sẽ quay lại với cái câu chuyện của SPY. Thì nhìn cây nến trên khung tuần này, mọi người cũng có thể ít nhiều đoán ra được rằng
cái momentum của tuần giao dịch vừa rồi vẫn đang là một cái momentum rất là kinh khủng theo cái chiều hướng đi lên, đặc biệt là sau khi mà Nvidia earning với một cái kỳ báo cáo tài chính rất là tuyệt vời và trên cả mong đợi, đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ pull up những cái key level ra, những cái key level nhỏ cũng như là những cái khung giờ nhỏ hơn. Thì ở đây anh chị có thể thấy được rằng cái all time high hiện tại của SPY là tầm khoảng khu vực 510.17 cent. Cái gap này là cái gap mà cái ngày earning của Nvidia cái buổi chiều ngày thứ tư tuần trước, sau khi mà earning của Nvidia xong là tới sáng ngày thứ năm là chúng ta thấy SPY mở cửa phá vỡ cái all time high cũ luôn và đậu ngay cái khu vực là 503.50 nha anh chị. Ngày thứ sáu tiếp tục là một cây nến mở cửa với cái vùng giá cao hơn, tuy nhiên mà khi đóng cửa lại đó nó lại là xuất hiện một cái nến đỏ ở đây. Nhưng mà đối với bản thân em thấy một cái nến đỏ nhỏ ở đây thì nó cũng không làm cái gì nó quá to tát, đôi khi nó chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật thôi để xuất hiện những cái đợt rally tiếp theo, mà em tin rằng đây không phải là đợt rally cuối cùng đâu mọi người nha. Về là những cái khung giờ nhỏ hơn nữa, ví dụ như khung 1 giờ và chuẩn bị cho cái plan giao dịch cho tuần sau. Đối với bản thân em thấy nếu như mà SPY 2 ngày đầu tuần á có những cái nhịp hồi kỹ thuật về lại cái khu vực là 503 cho tới 501.14.15 sen á, thì đây có rất có thể sẽ là một cái higher low tiếp theo, tức là cái đáy sau cao hơn đáy trước tiếp theo để SPY cũng như là toàn bộ thị trường nó sẽ take off cho một cái đợt rally nữa như em vừa mới đề cập anh chị nha. Thì ở thời điểm hiện tại đó, để mà go short của con SPY này thì em thấy rằng á nó hơi risky một chút xíu, bởi vì cái trend của chúng ta đang là cái trend tăng mà tại sao chúng ta lại go short, đúng không? Hơn nữa thì ở đây để mà go short đó, thì mình cần phải confirm, được confirm rất là nhiều các cái yếu tố. Đầu tiên để mà go short cho tuần giao dịch tiếp theo ha, thì SPY nó cần phải under cái khu vực là 503.50. Sau khi mà under cái level này thì chúng ta sẽ vào rất là nhỏ thôi. Nếu như đối với bản thân em ha, tuần sau nếu như mà go short thì em cũng sẽ đi nhỏ tiền hơn là go long, bởi vì thị trường cái trend là cái người bạn của mình, the trend is your friend, đúng không? Thì thị trường hiện tại đang là ở sóng tăng thì mình cứ đợi nó pull back về mình đánh lên cho nó đỡ phải suy nghĩ nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà em vẫn đưa ra hai cái scenario. Thì đối với short nha, under 503.50 chúng ta có thể đánh ngược về lại khu vực 500 cho tới 501.14. Tại sao lại có cái khu vực 501.14 15 này? Về lại những cái khung giờ nhỏ hơn, như em vừa mới pull up thì ở đây anh chị có thể thấy được rằng á SPY nó đã bounce về cái level này, nó test lại ở trong cái phiên giao dịch của ngày 22, phiên giao dịch pre market, và nó đẩy lên rất là mạnh, đúng không? Thì nếu như mà lần đầu tiên nó quay ngược trở về đây nó test thì rất có thể nó sẽ hold được. Và hơn nữa chúng ta có một cái daily gap ở đây, cái gap mà nó tạo ra từ chiều thứ tư và sáng thứ năm, thì khi mà nó về tới cái khu vực 500, 501 này chính là nó đã fill được một nửa của cái gap, thì đây cũng sẽ là cái nơi mà buyer người ta thường xuyên người ta xuất hiện nha anh chị. Khi mà một cái gap nó fill một nửa hoặc là một cái fair value gap mà nó fill một nửa thì buyer người ta rất hay xuất hiện ở đó, hoặc là seller đối với những cái bearish scenario ha. Ok, còn trong trường hợp mà đánh lên á, trong trường hợp mà đánh lên thì em muốn thấy SPY nó hold được cái khu vực 503.50, hoặc là thậm chí nó về tới đây thì nó hold được, mình sẽ bắt đầu mình go long từ ở cái khu vực này lên. Nếu như mà mình go long từ khu vực 500, 501 đó thì cái target đầu tiên của mình nó sẽ là 503.50. Còn trong trường hợp nó về 503, 503.50 mà nó hold được đó, mình cũng sẽ long lên luôn, và cái target của mình chắc chắn rồi sẽ là cái all time high cũ của nó, 510.17. Và nếu như tiếp tục break all time high ở đây thì mọi người hãy dùng những cái psychological level như là 511, 512, 13, 14 và đặc biệt sẽ là 15 anh chị nha, để mình làm những cái target. Bởi vì ở thời điểm hiện tại rất nhiều các cái mã cổ phiếu lớn đó nó tạo những cái all time high liên tục, cho nên mình cứ lấy những cái psychological level thôi ha. Thì đây cũng là cái phần phân tích của em cho SPY. Tiếp theo sẽ là QQQ. Đối với QQQ thì tuần giao dịch vừa qua, cây nến khung tuần cũng là một cây nến rất là đẹp. Mặc dù chúng ta thấy có những cái rejection, những cái sự từ chối giá ngay tại khu vực 440, nhưng mà nhìn về cái phía dưới của cây nến này đó, khi mà giá bị đẩy về lại 420 thì buyer người ta show up rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Và cây nến của QQQ đã quyết định đóng cửa ở cái vùng giá là 436.78 vào hết phiên giao dịch ngày thứ 6. Về lại những cái khung giờ nhỏ hơn cũng như là pull up những cái key level tương tự như SPY thôi, thì QQQ nó cũng có một cái daily gap ngay tại khu vực này, nhưng mà những cái
Điều mà em quan sát được trong thời gian vừa qua đó, tức là so với cái sự di chuyển của SPY thì QQQ yếu hơn một chút xíu anh chị ha. Cho nên tuần sau đó, nếu như mà cái kịch bản về fill gap đó, thì em vẫn thấy QQQ nó có thể nó về nó fill gap nhanh hơn với một cái biên độ nó aggressive hơn là SPY. Cho nên mọi người chú ý coi thử cái kịch bản đó nó có xảy ra đúng hay không nha. Ở đây thì em sẽ chuẩn bị scenario cho cả hai 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 đầu giao dịch, tức là hai cái cả việc đánh lên và đánh xuống. Ngày thứ sáu thì QQQ nó đã reject ở ngay khu vực 440 và nó đang có những cái dấu hiệu pullback kỹ thuật ở đây. Nếu như với những cái dấu hiệu pullback kỹ thuật như thế này thì em đánh giá rằng QQQ trong tuần giao dịch tiếp theo, ngày thứ hai và ngày thứ ba đi, nó có thể nó về lại cái khu vực 432, 400 cho tới 434, hoặc thậm chí thấp hơn nữa sẽ là cái khu vực 430 để nó về nó back test lại một phần nào đó của cái gap, và sau đó nó có thể hold và nó đẩy ngược lên lại cái khu vực 440, tức là cái all time high của nó. Nếu như break 440 thì once again vẫn chọn những cái psychological level, tức là những cái vùng giá có những con số đẹp như là 441, 442 hoặc là thậm chí là chấm 50 cent vô trong giữa những cái giá đó anh chị nha. Và cái vùng giá cao nhất mà em thấy QQQ nó có thể lên cho tuần sau, theo bản thân em thấy là 445 cho cái bullish scenario. Còn tuần sau, nếu như là một cái tuần rất rất là thảm tệ của QQQ và cũng như là toàn bộ thị trường, thì em thấy QQQ cần phải stay below cái khu vực 430 để quay về lại khu vực 425, về lại khu vực 425 backtest một lần nữa. Đây là cái key level mà QQQ nó cũng đã react rất là nhiều lần rồi. 425 mà không hold được sẽ là 421 và cuối cùng sẽ là khu vực 416 anh chị nha. Những cái key level mà em cung cấp cho mọi người thì mọi người chú ý note xuống để xem thử những cái nhận định của em đối với những cái trade plan của mọi người nó có giống nhau hay không. Nếu như mà giống nhau thì mình có thể mạnh dạn mình đánh thôi anh chị. Mình có thể mạnh dạn mình đánh theo những cái trade plan đó thôi. Và dĩ nhiên những cái trade plan mình đưa ra phải có target và phải có stop loss đàng hoàng anh chị nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang những cái mã cổ phiếu cốt lõi, và đầu tiên sẽ là Apple. Đối với Apple thì cây nến khung tuần vừa qua chỉ là một cây nến mà em đánh giá rằng vừa đủ để hold ngay tại một cái vùng giá rất là nhạy cảm, đó là khu vực 180 của cái mã cổ phiếu này. Mặc dù tuần qua thì thị trường tăng với một cái biên độ cũng kha khá khi mà SPY và QQQ đều tạo all time high, nhưng mà Apple vẫn chỉ đang gọi là tạm thời để hold, để cố gắng giữ ngay tại cái khu vực này thôi, và có những cái dấu hiệu bị reject giá ngay tại khu vực 185 khá là nặng nề. Diễn biến tuần sau của cái mã cổ phiếu này theo em đánh giá sẽ là như sau. Trong trường hợp nếu như mà Apple không hold được khu vực 108 đó anh chị, nếu như với một cái lượng volume sale rất là lớn mà nó phá bị low cái khu vực 180 này, thì Apple sẽ về với cái target đầu tiên là 173.35, thấp hơn nữa sẽ là cái khu vực 166 và cuối cùng sẽ là khu vực 162.20. Trong trường hợp bullish thì nếu như cái mã cổ phiếu này vẫn hold được ở cái khu vực 180 hoặc là dip xuống below khu vực 180 và sau đó đẩy ngược trở lên lại, thì đây là một cái dấu hiệu gọi là false breakdown và đây cũng là một cái dấu hiệu rất là bullish. Nếu như mà Apple tuần giao dịch tới làm được như vậy đó anh chị, thì cái target đầu tiên của em cho cái mã cổ phiếu này, cho cái cây đại thụ trong làng stock này, nó sẽ là 186.60, cao hơn nữa sẽ là 190 và cuối cùng sẽ là cái khu vực 195 anh chị nha. Đây là những cái key level mà em muốn mọi người chú ý cho cái mã cổ phiếu này ha. Thật ra thì Apple ở thời điểm hiện tại đó anh chị, Nvidia nó cũng đã gần đuổi kịp rồi, gọi là gần thì cũng không gần lắm, nhưng mà đối với bản thân em thấy cái tiềm năng của Nvidia nó cũng rất là nhiều, và Apple cũng đã chính thức bị Microsoft xóa ngôi là cái công ty có cái vốn hóa cao nhất. Cho nên ở thời gian gần đây á, thời điểm gần đây đó, em cũng đang tiếp tục research về cái công ty này rất là nhiều để xem thử đây có còn là một cái công ty mình mua ở cái vùng giá nào để thực sự là thích hợp cho cái đầu tư, cho cái việc đầu tư long term của mình anh chị nha. Thì anh chị có thể vào nhóm để đón xem những cái phần research nó đi theo hơn về cái mã cổ phiếu này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái mã cổ phiếu rất là quan trọng, cái mã cổ phiếu mà em đã lấy để làm cái thumbnail trong cái YouTube video ngày hôm nay, không ai khác đó chính là Nvidia. Trước khi phân tích Nvidia dưới khía cạnh kỹ thuật thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những gì mà công ty này đã làm được trong cái kỳ báo cáo tài chính vừa qua. Đầu tiên, Nvidia báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 tốt hơn dự kiến, và với cái sự vượt trội về biên lãi gộp và doanh số của trung tâm dữ liệu, tức là data center, thì cụ thể ở đây như thế nào? Nvidia đã kiếm được cái lợi nhuận là 5.16 đô trên một cổ phiếu, tức là EPS đó mọi người, xa hơn mức dự báo là 4.64 đô từ các nhà đầu tư của Phố Wall.
Doanh số tăng trưởng của Nvidia trong vòng một năm vừa qua đã tăng 265% nhờ sự bùng nổ của cái cuộc vũ trang, cuộc chạy đua về công nghệ AI anh chị nha. Ghi nhận doanh thu của trung tâm dữ liệu tức là Data Center là 18.4 tỷ đô, vượt mức dự báo của các cái nhà đầu tư phố Wall là 17.2 tỷ đô. Dự kiến doanh thu của quý 1 2024 sẽ là 24 tỷ đô, vượt dự báo là 22 tỷ đô. Thì Nvidia á, công ty này nó vẫn đang nỗ lực hết sức và AI rõ ràng đang thúc đẩy tăng trưởng, không riêng gì của Nvidia mà toàn bộ các cái kết quả earning của những cái công ty liên quan tới cái cuộc đua vũ trang này. Nó giống như là một cuộc đua vũ trang vậy đó anh chị. Vũ trang để trong ngoặc kép ha. Thì AI bây giờ là một cái cuộc đua mà người người AI, nhà nhà AI. Và đây mới chỉ là cái sự khởi đầu thôi. Và cái dự kiến của em cho cái công ty Nvidia này á, nó còn vượt xa xa hơn nữa rất là nhiều, rất là nhiều lần ha. Nếu như mà Nvidia có lên 1.500-2.000 thì đối với bản thân em thấy nó cũng rất là bình thường, hết sức là bình thường thôi. Và ở đây mọi người thấy các cái nhà đầu tư lớn của các cái nhà băng lớn đó, người ta dự đoán share của Nvidia trong năm 2024 nè, người ta đưa ra những cái target. Đầu tiên là Hollinger trong làm trong nhà băng Chase anh chị ha, một cái chuyên gia quản lý các cái fund, các cái quỹ đầu tư của JP Morgan thì người ta đã nâng lên là 850. Tiếp theo của Bank of America là 925 và cuối cùng là bên của Bestan Stacy là đã nâng cái vùng giá target của Nvidia trong năm 2024 đã lên tới 1.000 đô rồi. Và thậm chí có một cái firm nó tên là Loop Capital, LOOP Capital ha, người ta nâng cái giá trị, cái target của Nvidia lên cho năm 2024 là 1.200 đô trên một share. Đối với bản thân em, con số 1.200 này cũng là một con số rất là make sense. Nhìn trên cái kết quả báo cáo tài chính cũng như là cái tốc độ tăng trưởng của công ty này thì không có gì là bất ngờ hết anh chị nha. Đó là lý do tại sao mà em đưa ra cái thumbnail là Nvidia có thể lên 1.200. Nvidia nó rất khác so với AMC, nó rất khác so với GME ở cái thời Covid. Bởi vì đây không phải là một cái công ty mà người ta đầu tư vô bằng niềm tin, mà trên giấy tờ, trên những cái cơ sở dữ liệu, những cái income, những cái revenue, nó đều là những cái rất là thật và rất là rõ ràng. Thì đây chính là cái sự khác biệt lớn nhất của một cái công ty đàng hoàng và một công ty quỹ, công ty ma anh chị nha. Đặc biệt khi mà tham gia vào cái thị trường cổ phiếu này đó, mọi người mà cứ mải mê vô những cái mã cổ phiếu mà nó nhỏ, những cái mã cổ phiếu penny, bỏ 1 ăn 10 ăn 100 đó, thì cái khả năng burnout account nó rất là cao. Em đã nói về cái điều này cũng rất là nhiều lần rồi anh chị nha. Ok, quay ngược trở lại với cái vấn đề về kỹ thuật của Nvidia, thì đây là cái nến khung tuần của cái mã cổ phiếu này. Một cái nến nó có râu ở cả hai đầu đúng không ạ? Thì cái này nó đều xuất hiện ở cái ngày earning của Nvidia mà thôi. Cái râu ở phía bên dưới này là khi mà Nvidia chuẩn bị báo cáo đó anh chị, bước vào báo cáo đó thì nó đã dip về một phát, nó đã dip về tới cái khu vực là 646 cho tới 650. Nhưng mà đó là một cái em nghĩ là có lẽ là người ta panic sell thôi. Nhưng mà khi mà mọi cái data của Nvidia nó được release đó, là kể từ đó cái mã cổ phiếu này nó tăng lên tới 150 điểm anh chị nha, rất là kinh khủng đúng không? Vậy thì cái tuần giao dịch tiếp theo nó sẽ là như thế nào đây, cho một cái xu hướng ngắn hạn. Nvidia tiếp tục tạo một cái all-time high mới và bị reject ngay tại cái all-time high 824.30. Hiện tại ngày thứ 6 đóng cửa là rơi vào cái vùng giá là 786.90. Đối với bản thân em thấy nếu như mà Nvidia có thể quay về test lại khu vực 746 cho tới 750 một lần nữa thì đó sẽ là một cái vùng để chúng ta có thể đánh long lên hoặc là call lên về cái phần option cũng khá là tuyệt vời. Trong trường hợp nó phải hold được ở đây nha anh chị. Nếu như mà nó hold được ở đây thì những anh chị nào đánh day trade đó có thể target lên lại khu vực 708, cao hơn nữa sẽ là khu vực 800 và cuối cùng sẽ là khu vực 824.30. Trong trường hợp mà đánh short của Nvidia đó thì mọi người cần phải rất là cẩn thận, cực kỳ cẩn trọng, bởi vì những cái ngày rớt đó anh chị, nó rớt rất là ít nhưng mà khi mà nó lên rất là kinh khủng ha. Tuy vậy thì em cũng sẽ đưa cho mọi người một vài cái trade plan ở đây. Ở đây thì 750, 745 sẽ là cái vùng giá mà em thấy nếu như Nvidia không hold được đó, tức là nó break down below cái level này, rất có thể nó sẽ rớt vào lại khu vực 709, 710. Thấp hơn nữa, nó sẽ rơi vào cái khu vực là 663 cho tới
663 cho tới 672.82 anh chị nha. Đây là hai cái zone mà trong cái khoảng thời gian trước nó cũng quay về nó backtest và nó react rất là kinh khủng. Ok, thì đây cũng là cái phần phân tích của em cho cái mã cổ phiếu Nvidia này. Ý kiến của mọi người về cái mức giá trong tương lai của cái mã cổ phiếu này như thế nào, mọi người comment ở phía bên dưới anh chị nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, đó chính là AMD. Đối với AMD thì mặc dù phần nào đó tiếp nhận được cái sức mạnh từ cái cổ phiếu Nvidia thì AMD nó cũng đã hold được ngay tại khu vực 165, nhưng mà nhìn đi nhìn lại đó anh chị, nó vẫn đang ở trong một cái consolidation range thôi. Mà mỗi lần con AMD này nó sideways đó thì nó sideways rất là lâu. Ở cái giai đoạn trước này anh chị, nó sideways tới mấy tháng trời thì bắt đầu nó mới chạy ha. Ở đây em sẽ pull up những cái key level ra. AMD vẫn đang trade ở cái vùng giá là 164.25 cho tới khu vực 180-185, cũng rất là gần với cái all time high của nó. Hiện tại thì nếu như mà AMD đó break out cái khu vực 185 thì cái mã cổ phiếu này sẽ tiếp tục tạo một cái all time high mới, thì cái target của em sẽ là 190, 195 và 200. Rất là dễ dàng để thấy đúng không ạ? Đó là psychological level. Quay ngược trở lại với cái bearish scenario, nếu như mà AMD vẫn tiếp tục reject ngay tại khu vực 180-185 này thì không loại trừ khả năng tuần giao dịch tiếp theo mã cổ phiếu này nó sẽ rớt về lại khu vực 164. Nhìn cái cách mà nó build giá ở ngay tại cái khu vực này, em thấy nó cũng không đáng tin cậy, giống như là Nvidia vẫn thấy một cái lực bán rất là nhiều ngay tại 180 và 185. Nếu như mà AMD không hold được 164-165 thì có thể cái trend consolidation này nó sẽ bị giảm, nó sẽ bị break nha anh chị, và cái mã cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục nó giảm. Vậy thì giảm vào đâu? Target của em khi mà AMD không hold được 164-165, nó sẽ rớt về lại khu vực 152 cho tới 150, thậm chí thấp hơn nữa thì AMD có thể về tới những cái vùng rất là sâu, tức là khu vực 140 cho tới 145. Thực ra thì AMD này cũng là một cái mã cổ phiếu mà cho long term investing em thấy vẫn rất là good, vẫn rất là tốt chứ không phải là không. Mặc dù nó yếu hơn Nvidia, nó nhỏ hơn Nvidia thiệt, nhưng mà đâu đó nó vẫn là một cái công ty rất có tiềm năng trong cái mảng chip bán dẫn nha anh chị. Ok, mã tiếp theo mà em muốn gửi đến cho anh chị sẽ là Microsoft. Cây nến tuần giao dịch này so với tuần trước thì Microsoft nó cũng đã lấy lại được phần nào đó cái momentum sau một cái nến đỏ rất là solid đúng không ạ? Một cái nến đỏ solid như vậy mà không có following candle thì ở đây rất nhiều khả năng đây chỉ là một cái nến cho chúng ta thấy một cái nhịp pullback của cái mã cổ phiếu này thôi. Microsoft đã hold rất là tốt ngay tại khu vực 397.22 và đâu đó bị reject ngay tại khu vực 415 và 416 khi mà seller người ta bắt đầu người ta step in vô. Ở đây thì pull up những cái key level 415, 416 vẫn là một cái khu vực gì đó mà Microsoft vẫn còn đang khá là struggle. Nó chỉ hiện tại nó vẫn đang dao động trong cái range từ 396 cho tới 415, 416 thôi. Nếu mà tuần giao dịch tiếp theo đó Microsoft phá được một trong hai cái key level này thì cái hướng đi nó sẽ rõ ràng hơn. Em sẽ nói về cái hướng bullish trước anh chị ha. Nếu như mà Microsoft break out được khu vực 414 đó thì nó có thể nó sẽ đẩy ngược lên lại khu vực 420 và thậm chí cao hơn nữa sẽ là cái all time high mới là khu vực 430. Còn trong trường hợp mà tiếp tục bị reject và có following candle ở đây theo một cái chiều hướng bearish thì target đầu tiên sẽ là 396, và trong trường hợp gãy luôn 396 đó thì Microsoft sẽ về lại khu vực 390 và thấp hơn nữa sẽ là cái khu vực 380. Microsoft này hiện tại đang là cái công ty có vốn hóa cái market capital lớn nhất thị trường cổ phiếu Mỹ ha. Nó lớn hơn cả Apple luôn rồi. Nó đã vượt mặt Apple trong cái khoảng thời gian vừa qua. Cho nên về cái phần long term investing cho Microsoft thì em thấy cũng không có gì là sai trái và không có gì gọi là quá là lo lắng hết anh chị. Mình cứ bỏ tiền vào những cái mã cổ phiếu lớn như thế này nè. Nó lên mỗi năm nó lên cũng rất là tương đối, nó không phải x10, x20, x30 như những cái mã cổ phiếu tàu lao bí lao kia, nhưng mà nó đem về cho chúng ta cảm giác rất là an toàn và ngủ rất là ngon đúng không ạ? Cho nên là mọi người cứ tập trung đầu tư vào những cái mã cổ phiếu lớn đi, từ từ nó cũng sẽ in tiền, thời gian theo thời gian nó sẽ in tiền, không cần gì phải lo làm giàu quá sớm. Tham là chỉ có thăm thôi anh chị nha. Ok, thì đây cũng là cái phần trade plan của em cho mã Microsoft. Tiếp theo sẽ là Google. Về phần Google thì tuần giao dịch vừa qua cũng là một tuần khá là thành công, nhưng mà nhìn rộng ra một chút xíu đó anh chị, tầm khoảng một tháng vừa qua thì cứ một cây nến xanh, một cây nến đỏ nó đang xen lẫn nhau thôi, thì Google vẫn đang trong một cái trạng thái gọi là sideways down và nó vẫn hold, buyer người ta vẫn chạy vào để người ta testing, người ta cố gắng hold tại những cái key level quan trọng như là 140 và 142. Thì ở ngay cái khu vực này đó, nếu như mà Google trong tuần giao dịch tiếp theo đi theo cái hướng bullish trước ha,
thì Google cần phải break out 146.72 để tiếp tục đẩy ngược lên lại khu vực 150 và sau đó sẽ là khu vực 152 cho tới 155. All time high hiện tại của cái mã Google này thì nó đang nằm ở cái khu vực là 155.58.60 anh chị ha. Thì để mà quay ngược trở lại được cái all time high này đó thì Google cần phải làm rất là nhiều thứ, em nhắc lại ha. Nó cần phải break out được 146.72 để đẩy ngược lên lại khu vực 150. Break out luôn 150 và 152 thì chúng ta sẽ thấy cái khả năng mà Google quay lên lại cái all time high là rất cao. Trong trường hợp bearish, nếu như mà Google reject ngay tại khu vực 146.72 thì cái khả năng nó rớt về lại khu vực 142.63 là rất cao, 140 cho tới 142.63 anh chị nha. Và thấp hơn nữa sẽ là cái khu vực 135. Để mà về lại được khu vực 135 thì cần phải có một cái lượng volume rất là lớn, hoặc là at least thị trường nó phải pull back, thì em tin rằng Google nó mới có khả năng nó quay ngược trở về lại cái khu vực rất là sâu này. Một tuần mà Google rớt 10 điểm cũng không phải là ít đâu nha anh chị. Trong trường hợp mà bearish hơn nữa đó anh chị, trong trường hợp mà bearish hơn nữa đó, chúng ta có thể thấy được Google về lại 130 hoặc thậm chí là khu vực 123. 123 là nơi em tin rằng nó sẽ có rất là nhiều thanh khoản. Ở đây thì anh chị thấy cái lần cuối cùng mà nó rớt về 123 là khi mà nó trải qua một cái kỳ earning, và kể từ đó trở đi thì nó chưa về nó test lại cái khu vực này một lần nào nữa, và nó chạy thẳng một mạch lên tới 155. Thì nếu như mà trong tương lai đó mà nó có quay ngược về lại khu vực này thì mọi người đừng có nghĩ tới chuyện short nữa vội, thì hãy về đó và coi thử cái sự tương quan giữa buyer và seller nó như thế nào. Nhưng mà bản thân em, nếu như về đây theo cái khía cạnh kỹ thuật đó thì cái khả năng nó bounce lên rất là cao nha anh chị. Ok, thì đây cũng là cái phần phân tích của em cho Google. Tiếp theo sẽ là Tesla. Đối với Tesla thì đây là cái mã cổ phiếu mà em nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm nhiều nhất tới cái cộng đồng người Việt trade stock tại Mỹ. Thì em cũng cố gắng em phân tích cái mã cổ phiếu này bởi vì bản thân em và cả nhóm Brandy Trading Center cũng đang cầm 50% share side position của cái stock này với cái vùng giá là 199 cho tới 200. Thì tuần vừa qua là một cái tuần mà Tesla đã khá là thất bại trong cái price action của mình, mặc dù SPY và QQQ đã đẩy lên giá all time high mới rất là rõ ràng, rất là clean đúng không ạ? Nhưng mà cái cây nến khung tuần của Tesla nó hơi yếu một chút xíu. Thì ở đây pull up những cái key level anh chị có thể thấy được. Ở video tuần trước em có nói đó, cái khu vực 195 cho tới 200 sẽ là một cái level rất là quan trọng, một cái zone rất là quan trọng để có thể đẩy lên cái giá của Tesla lên nữa. Nếu như mà Tesla không hold được, không consolidate được ngay tại khu vực 195 cho tới 200 thì cái khả năng mà nó rớt ngược và lại khu vực 180 là vẫn còn rất là cao chứ không phải là không anh chị nha. Một cái điểm sáng mà em thấy Tesla nó đã làm được trong tuần vừa qua là nó hold được trên khu vực 188 cho tới 189. Có lẽ như Tesla nó đang cố gắng nó tạo một cái vùng hỗ trợ ngắn hạn mới ngay tại cái khu vực này, 188, 189 cho tới 190. Nếu như mà tuần giao dịch tiếp theo Tesla give up luôn cái zone này, thì như em vừa mới nói, 180 sẽ là cái khu vực price tiếp theo, cái price target tiếp theo mà em thấy nó có thể nó rớt về. Và thậm chí nếu như mà lần này Tesla về lại mà không hold được khu vực 180 đó, thì cái khả năng mà cái mã cổ phiếu này về lại khu vực 164, 165 là rất cao ha. Nói về cái khía cạnh short term nó là như vậy, còn nói về cái khía cạnh long term thì em nói với mọi người rồi, once again mình vẫn không sợ tại vì mình mới có lot 50% share của cái stock này thôi, 50% size position thôi, cho nên nếu về thấp hơn thì mình có cơ hội mình mua với giá tốt hơn, that's it, đúng không ạ? Còn trong trường hợp mà tuần sau cho cái trường hợp mà day trade đó, Tesla hold được 189 cho tới 190 thì cái target của em cho cái mã cổ phiếu này nó sẽ rơi vào lại cái khu vực 198 cho tới 200, và cao hơn nữa sẽ là cái khu vực 205, 206 anh chị, tức là cái vùng giá cao nhất mà nó đã tạo ra ở trong cái khu vực tuần trước, previous high của cái tuần trước anh chị nha. Nếu như mà Tesla bằng một cách nào đó mà khi mà thị trường không đi mà riêng một cái cổ phiếu này đi đó, thì Tesla vượt qua được 206 thì cái target tiếp theo nó sẽ là khu vực 212 cho tới 212.50. Đơn giản nó là như vậy thôi. Những cái key level nó rất là dễ thấy, và em bản thân em và cả nhóm theo dõi cái mã cổ phiếu này sát sao theo từng ngày giao dịch anh chị nha. Bây giờ chúng ta còn hai cái mã, đó chính là Facebook và Amazon. Nhưng mà hai cái mã đó thì em sẽ phân tích ở trên cái fanpage của nhóm là Brandy Trading Center chứng khoán Mỹ trong tầm tay. Thì anh chị có thể lên cái Facebook fanpage này để xem cái phần phân tích ha. Thì em sẽ post ở dưới cái
bài post về video giống như tuần trước nè, mọi người thấy không? Em post những cái phân tích của những cái mã cổ phiếu mà em không nói trên video ở dưới ngay cái bài post em đăng về video mới ra lò luôn. Thì bây giờ nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Đó, thì đó là toàn bộ các cái nội dung trong video ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Bên cạnh đó sẽ là một cái tuần giao dịch mới, một cái tuần giao dịch tiếp theo đại thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.